Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trung Quốc có thực sự ủng hộ Việt Nam có vị thế lớn hơn trong khu vực và toàn cầu? Trả lời phóng viên VTC, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Ba chia sẻ, Trung Quốc luôn ủng hộ Việt Nam có vị thế lớn hơn trong khu vực và toàn cầu. Vẫn biết Trung Quốc và Việt Nam vốn vẫn là hai quốc gia láng giềng thân cận với nhau. Tuy nhiên, trong quá khứ thì chúng ta và người bạn hàng xóm này đã có những tranh chấp về chủ quyền biển đảo, gây nên những xung đột nhất định. Ấy vậy mà giờ đây Trung Quốc lại khẳng định thừa nhận sự ủng hộ của mình cho sự phát triển của Việt Nam. Liệu điều đó có thực sự đúng? Hãy cùng tìm hiểu trong video sau đây của Tin Mới nhé! Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung. Phía Trung Quốc đã thông báo cho phía Việt Nam những kết quả chủ yếu về Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phía Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp. Đánh giá cao những thành quả chiến lược to lớn mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân Trung Quốc đạt được trong quá trình kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy Trung Quốc hóa thời đại hóa chủ nghĩa Mác, hoàn thành mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất, xây dựng thành công toàn diện xã hội khá giả. Toàn quá trình phát triển kinh tế và phòng chống dịch thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa là thực tiễn sinh động, kinh nghiệm quý báu cho các nước đang phát triển tham khảo. Phía Việt Nam chúc mừng và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân. Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhận định sẽ tiếp tục mở rộng và làm phong phú con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng, hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra. Thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp. Phía Việt Nam thông báo cho phía Trung Quốc về những kết quả chủ yếu của Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Phía Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu to lớn chưa từng có mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa, bổ sung, phát triển năm 2011. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, giữ vững ổn định chính trị xã hội, kinh tế, tăng cường duy trì ở mức khá cao, kiểm soát thành công đại dịch COVID-19. Đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao, thể hiện tiềm lực và tương lai tươi sáng của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Phía Trung Quốc chúc mừng và tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhận định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò quan trọng hơn nữa đối với hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực và thế giới. Hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng giúp sức với nhân dân, hạnh phúc, đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại. Hai bên đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự giúp đỡ quý báu và trong sáng. Trong thời kỳ đổi mới và cải cách mở cửa, hai bên đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm hợp tác cùng có lợi, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước, đạt được những thành tựu phát triển mang tính lịch sử. Hai bên nhất trí cho rằng tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cần tiếp tục được kế thừa tốt, bảo vệ tốt và phát huy tốt. Hướng tới tương lai hai đảng, hai nước cần kiên trì phương hướng tiến lên, thúc đẩy chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển,
thể hiện ưu thế và tương lai tươi sáng của thể chế xã hội chủ nghĩa. Hai bên nhấn mạnh kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm, tình hình mỗi nước, cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng làm sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển của xã hội loài người. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng Đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi Đảng không ngừng phát triển, cùng nỗ lực vì sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Hai bên đánh giá tình hình thế giới đang trải qua những biến động mang tính lịch sử sâu sắc khó lường. Bước vào thời kỳ biến đổi mới, hai Đảng, hai nước cần kiên trì thực hiện mục tiêu, lý tưởng và sứ mệnh vì hạnh phúc nhân dân, vì tiến bộ nhân loại. Kiên trì nhìn nhận và phát triển quan hệ song phương trên tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn, kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, Việt Nam-Trung Quốc phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định trong thời đại mới. Để làm được điều đó, hai bên cần tăng cường trao đổi chiến lược, tin cậy chính trị, kiên trì, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, nắm chắc phương hướng, tiến lên đúng đắn của quan hệ Việt-Trung. Đi sâu hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước, góp phần mang lại hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là kết nối, gặp gỡ, gia tăng hiểu biết và gắn kết tình cảm giữa thế hệ trẻ. Xử lý thỏa đáng, bất đồng liên quan trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn cục diện quan hệ Việt-Trung và hòa bình, ổn định ở khu vực, tạo môi trường bên ngoài tốt đẹp cho sự phát triển của hai nước. Tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế, chung tay ứng phó các thách thức mang tính khu vực và toàn cầu, đóng góp tích cực và duy trì hòa bình, thúc đẩy cùng phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên cho rằng, việc lãnh đạo cao nhất của hai đảng duy trì trao đổi thường xuyên, định hướng dẫn dắt quan hệ Việt-Trung, có vai trò định hướng chiến lược quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp, giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước thông qua các hình thức như thăm lẫn nhau, cử đặc phái viên, điện thoại, đường dây nóng, trao đổi từ điện, gặp gỡ thường niên và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước cũng như tình hình quốc tế, khu vực. Định hướng và chỉ đạo tầm cao chiến lược đối với sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới. Video của kênh Tim Mới xin phép được tạm dừng tại đây. Quý vị nghĩ sao về quan hệ hữu nghị đang phát triển của Việt Nam và Trung Quốc? Hãy chia sẻ với bên dưới cho chúng tôi được biết nhé! Nếu quý vị thấy thích video này, hãy ủng hộ kênh Tin Mới bằng cách nhấn like, share và subscribe để chúng tôi có thêm động lực đồng hành cùng quý vị trong những video tới. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.